Thực tế dãy liền kề 14, 15 khu đô thị mới Kim Trung Di Trạch. Hôm nay là 27 tháng 6 rồi. Và hai dãy này thì đang tiến hành xây thô. Bên liền kề 14 thì cơ bản là chát phần ngoài đã xong. Bên liền kề 15 thì chưa chát xong. Phần mặt ngoài vẫn chưa chát xong. Liền kề 14 thì bên trong cũng đã một số căn cũng đã phân tường xong rồi. Cầu thang lên rồi. Đây, phía bên trong. Bên trong đã có cầu thang rồi. Mặt đường này là đường 12,5m này. Bên dãy trên này thì đã chát chít xong rồi, lên màu rồi. Đây là liền kề 14 này. Đấy, bên này là liền kề 15 đây. Liền kề 15 cũng đang xây bên trong. Còn lô góc này thì là lô góc nên là chưa có xây cái tường ngăn. Tất cả các nhà thì tường đều là tường rời nhé mọi người nhé, không phải chung tường đâu. Và hai tường sát vào nhau thôi. Đây, hai tường sát vào nhau đây. Mọi người có thể nhìn chỗ này là nhìn thấy luôn này. Hai tường sát vào nhau.